Chào mừng các bạn đang quay trở lại với bản tin Chuyển động cùng dân mạng. Ngày hôm nay có gì hot cùng tính cập nhật nha. Cập nhật tình hình bão số 8. Cái khó ló cái khôn, người miền Tây sáng tạo ra loại bánh mới, có thể bảo quản nhiều ngày, gửi miền Trung, chỉ trong 12 giờ đã làm được 5.000 chiếc. Bắt kẻ lừa đảo 100 triệu của vợ nạn nhân rào chăn ba. Hot trend tháng 10, mồi yến về tổ, vũ điệu con cua của Lisa gây bão mạng. Từ ngày 24 tháng 10 đến sáng ngày 26 tháng 10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm trên một đợt. Bão số 8 sẽ hoạt động mạnh vào đêm 24 tháng 10 và ngày 25 tháng 10. Cả nước lại một lần nữa lo cho miền Trung phải hứng chịu mọi thiên tai. Hồi 4 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 100-115 km/h, giật cấp 13, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông, trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 15 đến 20 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107 đến 115,5 độ kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió mạnh cấp 10 đến 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến đêm ngày 24 và ngày 25 tháng 10, bão số 8 sẽ gây ảnh hưởng tới đất liền. Từ sáng đến chiều ngày 25 tháng 10, tâm bão sẽ trực tiếp vào bờ, gây ảnh hưởng đến khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Với tác động của khối không khí lạnh khô nên bão số 8 sẽ suy yếu khá nhanh. Theo ông Khiêm, mưa bắt đầu diễn ra từ đêm 24 đến ngày 25 tháng 10, trọng tâm mưa từ Hà Tĩnh, Quảng Nam đến Đà Nẵng, mưa có nơi lên hơn 200mm. Ông Khiêm cho biết thêm, hiện tại đã xuất hiện vùng áp thấp ở phía đông Philippines, dự báo khoảng 70-80% sẽ đi vào Biển Đông và mạnh lên bão số 9. Ngay trong sáng nay ngày 24 tháng 10, lực lượng công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với công an Quảng Nam bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc ở thôn Chim Sơn, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước đó, trưa ngày 20 tháng 10, một số điện thoại tự giới thiệu tên N, trú tại Đà Nẵng, gọi cho chị thăm hỏi, động viên gia đình chị Thảo, vợ nạn nhân thiệt mạng ở Rào Trăng Ba. Người này cho biết sẽ gửi ủng hộ gia đình 6 triệu đồng từ một tài khoản quốc tế và yêu cầu xác nhận đúng số điện thoại và số tài khoản của chị Thảo. Người này sau đó gửi tin nhắn chứa đường link và đề nghị chị Thảo nhập thông tin cá nhân gồm cả mật khẩu tài khoản. Ngay khi nhập đủ thông tin, tài khoản của chị Thảo bị mất 150 triệu đồng. Tuy nhiên, chị Thảo may mắn được hoàn lại 50 triệu do lần giao dịch thứ 3 không thành công. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra vụ việc. Đúng là đồng bào ta gặp nạn thì thương người như thể thương thân. Người dân miền Tây đã cùng nhau sáng tạo ra một loại bánh nhiều ngày không hư để có thể gửi đến người dân miền Trung. Chiếc bánh chẳng phải là bánh chưng, cũng hao hao như bánh dày, thế nhưng vẫn không ai có thể nói chính xác cái tên của nó. Chỉ có thể thừa nhận rằng người miền Tây chưa từng gọi là bánh này trong tiền lệ. Ở thời điểm hàng nghìn người miền Trung đang chịu đói, họ chỉ có thể vận dụng sự sáng tạo trong công cuộc lao động, sản xuất, tập hợp cùng nhau gửi chút thân tình cho đồng bào mình. Không có bánh chưng, người miền Tây sử dụng những nguyên liệu tương tự là nếp, thịt lợn, sau đó cho vào trong lá chuối, gói thành cuộn, buộc dây bên ngoài sau đó hấp chín, hình thành chiếc bánh thơm thảo tấm chân tình của người Cần Thơ. Nếp phải ngâm nhiều giờ liền và được xào sơ qua trên chảo, lá chuối được lau kỹ càng, thịt cũng đã sơ chế và ướp sẵn hương vị. Hàng trăm người ngồi lại truyền tay nhau, hì hục gói bánh theo từng công đoạn, từ đóng nhân đến việc cột dây. Vội chứ không ẩu, chỉ vì sợ đồng bào mình ngoài kia sẽ bỏ cuộc. Tổng hợp những chiếc trend hot nhất tháng 10, trào lưu làm môi yến về tổ, vũ điệu con cua của Lisa và sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu làm mưa làm gió cộng đồng mạng.
Đến với phần hot trend ngày hôm nay, Hạ Vi sẽ giúp các bạn giải ngố để không trở thành người tối cổ. Về trào lưu làm đẹp của chị em á, thì phải nói là vô cùng đa dạng luôn, update liên tục từng ngày đó nha. Mới ngày nào thì chiếc môi Matchada còn gây sốt, thì giờ đây hội chị em đã có một cái làn môi mới được đặt tên là Yến Về Tổ. Nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ ngày lúc càng nhiều, việc phẫu thuật thẩm mỹ đã từ lâu trở nên phổ biến và quen thuộc. Từ nhấn mí cho đến nâng mũi làm môi, chẳng thiếu một nhu cầu nào. Trong đó phải kể đến sở thích làm môi của các chị em với các dáng quen thuộc như môi crop top, môi trái tim hay là môi giọt lệ. Hồi 2019, hội chị em từng phát sốt về trào lưu làm môi Matchada cánh én, làm mưa làm gió trên khắp các mạng xã hội suốt một thời gian dài. Nhưng mà kiểu này đã là lỗi thời rồi. Năm 2020 này, hội chị em còn cho ra mắt một dáng môi mới đảm bảo vừa cong và vừa ven, khó có trào lưu nào sánh bằng dáng môi Matchada cánh én. Dáng môi Matchada cánh én từng gây bão, nay đã được biến tấu thêm, tạo độ uốn éo khác biệt được đặt tên là Yến Về Tổ. Cách đây ít hôm thì một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh làm môi Yến Về Tổ của mình tại một cơ sở thẩm mỹ. Dáng môi vẫn có phần giống với Matchada, nhưng cánh môi lại sải rộng ra hai bên, tựa như một chú chim sải cánh rộng bay giữa bầu trời. Nhiều người đã bày tỏ sự thích thú của mình trước dáng môi độc đáo này. Môi Matchada gọi môi này bằng sư phụ. Mắt én mày ngài, nay có thêm môi Yến Về Tổ, mặt mũi các chị em bây giờ hội tụ nhiều thành phần thiên nhiên quá nha. Được nhiều người hưởng ứng là vậy, nhưng cũng có không ít ý kiến lo ngại, không rõ trào lưu này sẽ tồn tại được bao lâu. Nhưng đa phần những gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ theo môi Matchada, Yến Về Tổ đều trở nên mất tự nhiên và không kéo dài được độ hot rầm rộ như thời gian đầu. Nhiều cư dân mạng đã không khỏi bất ngờ và sửng sốt về độ chịu chơi của các chị em theo từng năm tháng. Theo nhiều người đùa vui rằng dáng môi Yến Về Tổ thậm chí còn kém sang hơn cả Matchada vì độ rộng của miệng quá lớn. Chả hiểu gu thẩm mỹ như thế nào, càng ngày càng rộng ra là sao nhỉ? Chắc lại sắp thành hot trend mới rồi đây, nhìn thấy mà rùng mình. Hy vọng đây chỉ là sản phẩm của Photoshop ạ, chứ để môi này ra đường nhìn không sang lắm. Có trend làm đẹp rồi thì bây giờ hãy cập nhật trend nhảy nhót để vận động một chút nào. Mạng xã hội mấy ngày qua phải nói là tràn ngập những đoạn video cover vũ điệu con cua của nữ idol Lisa Blackpink luôn. Chuyện là mới đây, Blackpink đã chính thức tái xuất trong chương trình Noah's Brother với đội hình đầy đủ 4 thành viên. Sau 3 năm tham dự, vào năm 2017, Blackpink đã tham gia show truyền hình nổi tiếng này và để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả. Đặc biệt, vũ đạo vẫy taxi và hái sao của em út Lisa đã trở nên hot rần rần vào thời điểm đó. Với lần trở lại của Lisa cùng Blackpink, Lisa đã được dịp trổ tài vũ đạo cực nhắn nhít. Cô nàng đã quẩy cực sung các động tác hài hước hơn khiến người xem không thể nhịn được cười. Các động tác vũ đạo này nhanh chóng được nhiều người cover lại và nhanh chóng trở thành hot trend trên TikTok đó nha. Ngoài ra, các cô nàng nhà YG lại tiếp tục lăn xê kiểu áo ỡm ờ nhưng trông cũng khỏe khoắn sexy. Với kiểu ỡm ờ này, các cô gái thường sẽ mặc áo dây hoặc tank top kết hợp cùng với áo dài tay được khoét rộng để khoe body, cực hút mắt. Chỉ giữ lại của áo và ống tay áo. Các influencer, hot girl, streamer ở Việt Nam mới đu trend này rần rần. Tóc Tiên thậm chí còn rất biết cách áp dụng trend này suốt từ hè sang đông. Khi thì cô mix với đồ tập, khi thì cô mix cùng với set đồ len ôm sát khoe đường cong cơ thể nữa kìa. Đúng là phong bà bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Với sự biến hóa khôn lường của tiếng Việt thì chỉ một câu nói nhầm thôi cũng thành trào lưu gây sốt mạng xã hội rồi. Trào lưu liên quan đến ngôn ngữ Việt thì nhiều không kể xiết luôn. Nào là trend nối từ nè, rồi còn dùng tên để chơi chữ nữa chứ. Trong số đó thì không thể không kể đến hot trend, sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu đang rầm rộ mấy ngày qua. Nguồn gốc của trào lưu này bắt nguồn từ việc một tài khoản Facebook tên TS, không biết là vô tình hay cố ý mà đã viết nhầm câu sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thành sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu. Cái câu nói gì mà râu ông này cấm cầm bà nọ, vậy mà lại khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Ngay sau đó thì khắp các trang mạng xã hội đã xuất hiện vô vàn những bức ảnh chế lấy ý tưởng từ câu nói lạ lùng này. Để bắt trend thì cũng đơn giản thôi, bạn chỉ cần thay đổi những từ ngữ ở cuối câu sang một cụm từ nào đó khác. Những từ được thay thế phải hợp với từ đứng trước, nhưng không cần quan tâm đến nội dung của câu. Cùng điểm qua một số câu nói bắt nhịp rất tốt hot trend này nha. Bởi vậy ai nói gì thì nói à, đúng là cái lưỡi không xương, nhiều đường thốt nốt. Mọi việc trên đời đều có thể thành hiện thực, không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm. Đúng là con hư tại hạ, cháu hư tại để lâu. Có công mài sắt, có ngày buồn không em, sao đêm về lặng yên một mình. Nối từ là một trong những trend làm mưa làm gió cộng đồng mạng năm nay. Theo đó, người tham gia sẽ lần lượt nói ra các từ của người phía sau, trùng với từ cuối của người phía trước. Ví như khi người này nói quần áo, người tiếp theo phải nói áo phông. Và cứ thế chơi liên tục từng người cho đến khi không thể nghĩ được từ để nói nữa. Tuy đơn giản vậy mà lại thú vị lắm. Trong một số trường hợp bí từ, người chơi lại dùng đủ mọi cách để chống thua, như dùng tiếng Anh, tiếng Hoa, thậm chí là đọc từ lấy. Cũng từ đó mà đã sinh ra biết bao cách chơi, cười ra nước mắt. Nhắc
Nhắc đến những trào lưu về từ ngữ thì không thể không nhắc đến hot trend chế tên cho chữ. Muốn bắt trend, đầu tiên phải tìm một cụm từ có liên quan đến tên của bạn. Sau đó bạn phải xem câu nói đó có thể sử dụng trong hoàn cảnh nào, rồi áp dụng tên của mình trong hoàn cảnh đó là xong. Hot trend này tuy đơn giản nhưng lại khiến nhân tình vô cùng thích thú. Chỉ một thời gian ngắn xuất hiện, mạng xã hội đã ngập tràn những dòng trạng thái liên quan đến trào lưu này. Thậm chí MC Quốc Dân Trấn Thành cũng đã post hẳn một bài đăng hướng dẫn cách đua trend này và được hưởng ứng hết sức nhiệt tình. Cùng xem qua một số bình luận nhé. Dũng đi tắm sông, dũng cảm. Hoa là người đến sau, hoa hậu. Hiền sang bằng tỷ số, hiền hòa. Hay thậm chí Trịnh Thăng Bình cũng nổi máu cà khịa mà lôi cả hội showbiz vào để chế tên luôn đó. Bình không nói chuyện, bình yên. Ri nóng bỏng, Rihanna. Thành nổi tiếng, thành danh. Đúng là cộng đồng mạng Việt Nam, chỉ một câu nói tưởng chừng đơn giản thôi cũng đủ để trở thành trào lưu khiến bao người phải cười không ngớt. Nếu còn chưa kịp biết đến trào lưu này thì hãy nhanh nhanh bắt trend ngay đi nhé. Vậy là những hot trend vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin Chuyển động cùng cư dân mạng ngày hôm nay. Hẹn gặp các bạn trong những bản tin tiếp theo nhé. Xin chào. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.